mấy cái từ rồi. Một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái gia cấp em của ông nội bà nội, em của ông ngoại bà ngoại, nếu còn sót lại bên ngoài hãy bước vào bàn chữ tập bên trong dùng một chung rượu cho cháu kính lễ. Còn không có thì ở tiền thì xin thông qua. Sau đó tôi xin trân trọng kính mời cái gia cấp em, anh chị của cha mẹ của cô dâu. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái gia cấp anh chị của cha mẹ của cô dâu bên nội và cũng như bên ngoại cũng lúc chờ bà bên trong dùng chung rượu cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái giai cấp anh chị bên nội và cũng như bên ngoại là anh chị của cha mẹ của cô dâu đó, bước vào bàn bên trong dùng chung rượu cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái gia cấp anh chị của cha mẹ cô dâu còn sót lại bên ngoài, bên nội và bên ngoại để bước vào bên trong cùng một chung rượu cho cháu kính lễ. Nếu bạn không có thì xin thông qua. Nếu các bạn cha mẹ thì cháu có hai chung rượu để cho kính mời cha mẹ đi. Cha mẹ đem dùng một cho con, cái chung rượu cho cha mẹ để gọi là công ơn sanh thành. Nay con nó khôn lớn, được giả đôi có bạn thì cha mẹ dùng một chung rượu để cho cháu nó báo ơn báo nghĩa. Thì công nuôi con sanh thành dưỡng được thì hôm nay con nó đền ơn cha mẹ bằng chung rượu, gọi là trả ơn trả nghĩa cho cha mẹ. Thì tới cái phần tiếp theo là tôi vẫn trân trọng kính mời cái phần giai cấp em của cha mẹ của cô dâu bên nội và cũng như bên ngoại, chú cậu cô dì dưỡng bên nội và cũng như bên ngoại bước vào bàn bên trong dùng chung rượu cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái giai cấp em của cha mẹ của cô dâu bên nội và cũng như bên ngoại nếu còn sót lại bên ngoài bước vào bàn bên trong mới dùng chung rượu cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái gia cấp em của cha mẹ của cô dâu bên nội và cũng như bên ngoại nếu còn sót là bên ngoài rút vào bằng bên trong để dùng một chung rượu cho cháu kính lễ. Mình gãy
trọng kính mời cái giai cấp em của cha mẹ của cô dâu còn sót là bên ngoài để bước vào bàn bên trong cái đường tu vụ cái đám kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái giai cấp em của cha mẹ của cô dâu trong dân tộc đó phải nổi là cũng như bên ngoài cô bài hết trơn hai câu không thì nếu còn sót là bên ngoài hãy bước vào bằng bên trong cái dùng chung rượu cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời cái giai cấp của em của cha mẹ của cô dâu còn sót là bên ngoài quý cô cậu thì dưỡng còn sót là bên ngoài chúng ta tập câu hỏi là có như bên ngoài hãy rút vào bàn bên trong cái đường trung dụng cho cháu kính lễ. Và một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời với giai cấp em của cha mẹ của cô dâu thân tộc bên nội là kêu bên ngoại chú cô cậu dì dượng còn sót là bên ngoài hãy bước vào hàng bên trong dùng một chung ruộng cho cháu kính lễ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.